À, chú. Mẹ dù sao tôi từ chơi đại diện đi All Star thì kỹ năng định hướng của mẹ nó tới cái tầm cỡ quốc tế rồi. Nó đâu có nhờn được. Tôi sẽ về đâu khi tiên lai tấn công cường. Cuộc nó phải chọn những lý trí này không buông. Thôi. Không chết được kìa. Ơ, sao lại con chuột xuống dưới vậy? Ra đây, ra đây. Có rồi. Chưa tới. Nó lộn, nó không kịp giờ luôn. Con bò hay dứt. Ôi, khai dứt còn xa, đi ăn đi. Con chơi này là của Hậu. Sắp có rồi, 5 giây. Tao nói xạo mày hả Khải? Trời ơi, dữ lắm. Ừ. Thôi nè, mà đánh không lại mình gọi người. Game 5 năm mà bạn. Sao vậy? Ừ. Má chết mình luôn rồi. Gì đó? Má thích cái mùi nó cầm tâm hồn nó mạnh quá. Ừ, mày sủa đi, lát nữa tao bắn cái đầu chó mày. Sủa đi con. Đấy. Đâu nhờ? Anh bắt nó đâu nhờ? Anh đi bắt nó đâu nhờ? Ủa, má chết mình luôn rồi. Anh tìm bắt. Sao rồi, tao chấp nhận bị cam luôn. Win là được. Mấy ông biết cái đẳng cấp không? Mấy ông nằm ở đó nè, cam xong nè, cam JC bây giờ solo kill thua tao kìa. Hết. Đấy. Hello motherfucker. Ôi. Chịu đam ra, Rút ra. Người ta nó set up. Cái đó gọi là gì? Macro. Có choáng rồi. Chân gì? Chết rồi mà. Cái gọi nó lâu lắm. Nè, chuẩn bị có chán rồi, đừng sợ. À, từ từ, 2 giây có bài rồi nè. Rồi nè. Mình biết anh gì vậy. Ok. Nhá, bạn luôn đó, ok. Đó là bài nữa thôi. Mẹ nghe nè. Ấn đồ, không cấp.